Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được camera an ninh trong nhà ghi lại cảnh một nhóm thanh niên trộm cây bonsai chuyên nghiệp chỉ trong một phút. Nhóm thanh niên này đã trộm thành công khiến tất cả phải kinh ngạc. Đoạn clip ghi lại màn trộm cây cảnh có tính toán của nhóm thanh niên. Khoảng 23 giờ tối ngày 9 tháng 11, nhóm trộm đi hai xe máy đến rình mò trước cửa nhà dân. Hai tên ngồi trên xe máy chờ, hai tên còn lại tìm cách hành sự. Một tên trèo vào trong sân rồi nhấc cây bonsai ra khỏi chậu. Thấy nặng, hắn duỗi bớt đất rồi chuyển cây cho đồng bọn. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh ra mở cổng, nhẹ nhàng bê thêm một cây chậu bonsai khác ra ngoài. Phi vụ diễn ra trong vỏn vẹn một phút, cả nhóm phóng xe bỏ trốn mà không bị ai phát hiện. Chúng phối hợp ăn ý đến thế là cùng, tên trèo vào trong quả thật rất mau lẹ. Cuối năm rồi, bà con nên cẩn thận bảo vệ tài sản. Nhà này kính cổng nhưng không cao tường, có lẽ chủ nhà chỉ cài chứ không khóa cổng, nên tên trộm mới dễ dàng mở như thế, một số cư dân mạng bình luận. Được biết, sự việc được cho là xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đoạn của nhóm trộm khiến dân mạng không khỏi kinh ngạc. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!